Thế là đại khái có một sơ lớn tuổi lắm, tám mấy tuổi ở trong viện á, tu viện á. Bây giờ sơ này đang đau, sơ nó kể lại nghe rồi nói về công dụng. Kính thưa thầy, kính thưa quý học viên, con tên là Phạm Thị Thu Thủy, thuộc Đan Viện Cát Linh Sài Gòn. Trưa hôm nay thì lúc mà con đi ăn cơm xong, con đi rửa chén, thì có một chị kêu con là đi tới phòng của chị năm nay là của sơ năm nay 88 tuổi, thì con tới thì sơ đấy bị mệt. Cái sơ coi sóc thì sơ kể lại rằng sơ đang ăn thì sơ bệnh á, tự nhiên sơ ngơ người ra, không có cảm giác gì nữa. Thế là cái sơ coi bệnh, sơ đỡ, sơ già nó nằm xuống. Thì con tới thì con thấy rằng sơ không có biết gì nữa, tự lay người cũng không hiểu gì, gọi cũng không có phản ứng gì hết, thì con cũng lo lắm. Thì con đo huyết áp, khi là nhịp thì bình thường, không có gì. Xong con mới sực nhớ ra là thầy dạy là cái sáu cùng phản chiếu của cái cây sao chổi đó. Thì con chạy về phòng, con lấy cái cây đó. Thì con làm, con mới làm bình thường thôi. Thì mới đầu chưa có phản ứng gì hết. Khi làm cái thứ hai, quẹt cái thứ hai ở đây này, thì bắt đầu sơ hẩy tay. Con cứ tiếp tục con làm thì sơ vùng không sống như làm, nó cứ gạt tay ra này. Thì con tại vì thầy nói phải làm tới 30 lần hoặc là làm khi nào mỏi tay thôi. Nhưng mà con làm chưa được 30 lần thì sơ không vẫy tay ra, hất ra cho làm. Nhưng mà con cứ cố gắng giữ tay của sơ để con tiếp tục con làm. Thì con đang làm thì sơ vùng dậy, sơ ngồi dậy, sơ la lên. Và sơ bảo là làm cái gì mà kỳ cục vậy? Thế con không có làm nữa tại vì con thấy sơ tỉnh rồi. Và con rất là vui vì con rất sợ là sơ bị tai biến mạch máu não như là mấy lần trước ấy. Con rất là lo và con làm thì con thấy rất là cái phương pháp mà phản chiếu, sáu cùng phản chiếu rất là hiệu quả. Với một lần nữa có một sơ thì sơ cách đây hơn một tuần rồi, thì đợt đó có nhiều người, người ta con sợ là mất thời gian của thầy với của các học viên, con không nói. Sơ đó thì năm nay sơ 75 tuổi. Hôm mấy sơ cũng đau lắm, rồi buổi sáng 7 giờ đó, thì có một chị cũng gọi con là đi lên phòng của sơ đó ngay tại sơ đang mệt. Thì con vội vàng, con cũng xách theo cái máy huyết áp lên đo. Thì con bảo thấy sơ kể cũng được, con hỏi thăm là chị bị làm sao vậy. Thì chị có nói là chị mệt lắm mà con quan sát, con nhìn thấy mặt của sơ nó tái mét đi, người rất là mệt mỏi. Tại vì hôm mấy chị sơ đó kể là chị đang đi bác sĩ mà mệt quá không có đi được. Thế là con hỏi thăm xong thì con đo huyết áp liền. Huyết áp của sơ là 160 trên 100mm thủy ngân. Thì con thấy huyết áp cao thì con vội lấy đi cây cào mà con mang theo, cái cào nhỏ nhỏ đấy. Con đi cào cái vùng trán này, cái cào khắp mặt, cào nhẹ nhẹ thôi. Cào xong rồi con đi lấy cái cây lan đồng đôi mà nhỏ nhỏ đấy. Tại vì sơ bị rất là nhiều bệnh lắm, bị huyết áp cao và bị đau nửa đầu, tim nữa, kéo xuống cả nửa người đó. Thì con làm cái vùng cổ gáy bằng cái cây lan đồng đôi nhỏ đó, làm cổ gáy, sau đó cái tay thì nó làm cái tay rồi cái đầu ngón tay đó. Làm xong thì con đo huyết áp lại, tức là cũng làm 6 vùng phản chiếu nữa. Rồi đo huyết áp lại thì ngày đầu tiên thì huyết áp của sơ đó hạ xuống từ 160 nhưng cái số dưới đó thì xuống 90. Thì sau khi con làm thì sơ thấy dễ chịu lắm. Và sơ bảo là bây giờ chắc không phải đi bác sĩ nữa. Và sau nửa tiếng thì sơ xuống dưới phòng ăn sáng rồi rửa chén làm việc bình thường. Và đến trưa con gặp lại sơ thì sơ bảo là hôm nay chị cảm thấy rất cái đầu rất là nhẹ và sơ vui lắm. Thì mừng vì không phải đi bác sĩ nữa. Thì con tiếp tục con làm cho sơ 3 ngày liên tiếp. Ngày thứ hai thì con mỗi lần mà trước khi con làm á thì con đo huyết áp lúc trước, cái ngày thứ hai là huyết áp 160 trên 90mm thủy ngân. Nhưng mà sau khi con làm như ngày hôm trước con đo lại thì là huyết áp 140 trên 80mm thủy ngân. Tức là 3 ngày đều có cái mà con cảm thấy rõ nhất là cái hạ huyết áp đó. Nó hạ xuống một cách rõ rõ luôn. Và cái đau nửa đầu thì con thấy nó bớt nhiều lắm. Nhưng mà con tiện đây con cũng chia sẻ một kinh nghiệm là cái ngày thứ tư đó, con bận chuyện làm hơi vội, tức là 3 ngày thì nó đỡ nhiều lắm rồi. Và ngày thứ tư thì sau đó là còn đau nhưng mà bớt, nhưng mà thôi mấy con vội, con làm vội vội vàng lắm.
cái ngày hôm ấy cách mình làm vội vàng nó không có hiệu quả bao nhiêu. Qua đó thì con muốn chia sẻ là khi mình làm mình cứ bình tĩnh mình làm, mình đừng có vội vội vàng vàng để mình đi công việc khác thì đôi lúc mình không tập trung được thì cái hậu quả nó hiệu quả nó kém hơn. Thế là một trường hợp của Sơ nữa là Sơ bị đau thắt lưng. Thì tại Sơ có nhiều công việc lắm, thành ra khi nào mà đau lắm thì Sơ mới nhờ làm. Thì hôm ấy thì con có làm cái lưng, con lấy cái cây mà là lăn đùng cái loại lớn á, con làm cái lưng xong thì lưng của Sơ dễ chịu. Sau đó con ngày xưa con có học qua lại chân cứu một chút thì con có nhớ móng máng mà hình như cái huyệt bỉ trung trung ở chỗ những chân nó chữa về vùng lưng, thì con mới lấy cái que giò con ấn cái chỗ đấy thì Sơ nó rất là đau. Thế sau đó con hơ để cứu, con hơ ở chỗ đấy khoảng 3 phút á, 3 phút xong Sơ bảo là cái lưng lúc nãy có lăn mà thấy nó nhẹ rồi, nhưng mà từ lúc hơ thì không cảm thấy nó đau nữa, tức là cái lưng nó bớt. Sơ nói là bây giờ làm xong rồi đỡ khoảng 80%. Khi mà làm xong Sơ rất là dễ chịu đi làm việc bình thường. Nhưng do công việc của Sơ nhiều công việc mà Sơ không có nghỉ ngơi được nên là nó ngày hôm sau lại đau lại. Thì với cái điều kiện như vậy thì ngày nào cũng phải làm thì nó bớt. Nhưng mà tại vì mắc việc quá nên là lâu lâu mới làm. Nhưng mà con cảm thấy rõ cái hiệu quả của cái việc mà dùng các cái dụng cụ lăn và hơ thì con thấy nó hiệu quả rất nhiều. Con xin hết. Thank you.